cái loại serum quan trọng dùng buổi sáng mà vừa bảo vệ da của bạn dưới ánh nắng mặt trời, mà vừa giúp cho da của chị em chúng ta sáng mịn, trẻ lâu. Mà hầu hết chị em của chúng ta skincare lâu năm đều đã có cho mình ba cái sản phẩm này. Bạn hãy xem là bạn có chưa nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh video của Hòa Đại Ca. Và nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với video của Hòa thì hãy nhớ đăng ký cho cái kênh fanpage và kênh YouTube của Hòa để chúng ta được gặp nhau nhiều hơn. Serum đầu tiên đó là serum Niacinamide. Loại serum này thì sẽ giúp chúng ta giảm dầu này, thu nhỏ lỗ chân lông, cấp ẩm cho cái làn da. Ngoài ra Niacinamide là một cái thành phần làm sáng da vô cùng là tốt, luôn có mặt trong những cái phác đồ để xử lý nám da, đốm nâu, sạm da. Niacinamide thì nó cũng giúp cho tăng sinh được cái collagen trong da, hỗ trợ làm mờ những cái nếp nhăn và chống lão hóa da. Loại serum thứ hai đó là serum vitamin C. Vitamin C sẽ giúp tăng cường cải thiện cái tình trạng da sáng không đồng đều màu, sẽ giúp cho chúng ta đồng đều màu da hơn và đồng thời nó sẽ tăng cường độ ẩm trên da, cải thiện làn da. Ngoài ra thì vitamin C còn giúp tăng sinh collagen chống lão hóa, và chúng ta nếu mà dùng buổi sáng kết hợp thì nó sẽ làm giảm cái tác hại của ánh nắng mặt trời khi mà chúng ta kết hợp nó với kem chống nắng. Rất là tốt khi mà chị em biết cái cách kết hợp vitamin C dùng vào quy trình dưỡng da buổi sáng nhé. Một loại serum cuối cùng đó là serum B5. Ngoài cái tác dụng là cấp ẩm này, giúp da căng mịn, thì B5 nó sẽ giúp phục hồi những cái da đang bị tổn thương, giảm những cái vấn đề về kích ứng da. Nếu như chị em có treatment hoặc là cái ngày trời nắng gắt có nguy cơ châm chích da thì một cái chai serum B5 sẽ đem lại cái kết quả rất là đáng kể nha.